Rồi chào anh em nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Và buổi sáng nay thì hai anh em lại tiếp tục để giới thiệu những dòng xe mới về nha anh em nhá. Một chiếc xe Uê Thái trước mình mua của anh Phong là 46 triệu ấy, bây giờ mình bán ra 46 triệu này. Một chiếc Dream Việt Nam. Dream Việt Nam. Giá vừa tiền ạ. Chủ xe đang đến bán, đang tí lên sóng sau. Một chiếc Blade anh em nhá, bản 2022. Mua tầm 30 hơn 30. Win này, Win vừa tiền đấy anh em nhá. Vâng. Chiếc Dream Thái đẹp tí. Hơi đẹp tí. BS mười mấy triệu này. Vâng, 150 ạ. Chiếc SH nha anh em nhá. Đấy, SH 150. 150 đấy, 2021 ạ. Đấy, em giới thiệu đi. Grande nha anh em nhá, màu trắng, giá rất là vừa tiền dành cho anh em ạ, mua được. Chiếc Janos biển 35 Ninh Bình, đấy màu vàng be nha anh em nhá. Rồi anh em gần đây là những chiếc xe mới về này, Liberty 3VE biển 90, em vừa mới về tại cửa hàng xong. Đấy, những chiếc xe Luviat của Yamaha. Những chiếc xe Win và những chiếc xe Lead. Đây anh Vũ Khiêu đang hóng chờ tất cả anh em. Vâng, chiếc Winner nhé mọi người nhá. Biển 20 đang chào đón anh em đây. Đấy, xong anh em nào mới vào thì cho em xin một nút chia sẻ mọi người nhá. Rất là nhiều những dòng xe em đang để trên kia. Chiếc kia OEA đây, 2022, 23 nhá. Vâng, chiếc 50cc màu vàng 2023. Chơi chơi á. Ai Blade 2022. Blade màu trắng. Rất là nhiều những dòng xe tiếp theo anh em ạ. OEA Thái này. Vâng. Xe OEA Thái này nó đắt lắm anh em nhá. Nói thôi dòng đắt. Tao với anh em chơi nó đắt lắm. Đồ chơi, đồ nghề mà nó đắt hơn cái đồ bình thường. Đấy, ông anh đang đến mua con Uê Thái qua live rồi đấy. Qua Uê Thái màu xanh anh em đã bán qua live bán rồi. Live 38 triệu cái con đấy bán rồi, con này mới về. Đấy. Đời 2002. Con này trước là mua của anh Phong Quy Đình là mua là 46 triệu và bán 49 triệu ấy. Bây giờ vừa rồi anh em chơi được mấy tháng rồi lại bán lại. Xe này mình mua lại là anh em là giá mới là mua là 41 triệu nhá. Chia sẻ anh em mua 41 triệu ấy. Đấy. Đó để quay vào vòng mua 41 triệu nhá. Nhưng mà xe Uê Thái này là cộng 4 triệu. Đấy anh em nói luôn. Rồi. Đấy. Máy zin anh em nhá. Dòng xe này dòng cho các dân chơi máy zin. Xe zin. Cũng để tỉa tốt lại rồi, bản phanh đĩa. Đấy màu của nó xanh ngọc. Em bắt đầu quay vào. Thôi anh em ạ, nhưng mà ra máy vẫn còn hai là nói 2001 nhá. Đăng ký 2002. Vâng, xe vẫn đang giá ni lông cả xe anh em ạ. Con này 2002. 41 triệu coi anh em 4 triệu. Anh em nhá, trước là mình mua của anh Phong là có làm video trực tiếp ấy, mua là 46 triệu cộng 3 triệu. Bây giờ thì tình hình anh em nó đang nứt toác thì giải quyết thì thôi bán. Đồ đàn. Nói chung là thôi thì chơi bời nó phải có chấp nhận khấu hao, phải chấp nhận. Đấy ạ. Xe này trước mua 46 triệu ấy, nay thì ông Phong đòi 58 triệu con này đấy. Đầu tiên đòi 65 xong xuống 58. Giờ là bán ra 45 triệu nha anh em nhá. Đấy, anh Phong Mỹ Đình ấy. Uê Thái, máy zin. Đấy, máy vẫn nổi nha anh em nhá. 2002. Với tình hình nứt toát như ngày hôm nay thì anh em đợt này thì anh em thì thôi nó cũng phải giảm giá. Uê Thái 41 cộng 4 triệu, dòng này dòng xe cổ anh em phải hết sức thông cảm là riêng cái dòng xe cổ. Nó không đơn giản, nó mua bán nó rất là hiếm, nó rất là khó. Anh biết đi về đâu chào em một xíu nhá, có xe đi ăn đi. Trước mình mua 46 triệu thôi, bây giờ mình bán nó 45 triệu thôi. Nó là máy zin sơn có tỉa tót lại rồi nhá, xe dán ni lông nhá. Xe sơn có tỉa tót rồi, toàn bộ cái đồ này còn zin này. Máy zin. Đem zin. Đây là đây lốc máy của nó đẹp này anh em, nhìn cái lốc máy không bị sơn lại mà đẹp này. Đấy nhưng mà nhìn kỹ đây không bị sơn lại đâu nhá. Bán này. Đây cũng không bị sơn lại nhá, xe rất mộc mạc. Vừa mua về vỏ yên vẫn zin này. Đấy, tay nắm này thay rồi, đôi gương zin, máy này, đề nổ này. Dòng này nó đắt lắm, dòng này nói thôi, ai đã từng đi Uê Thái này còn đi còn thích hơn cả zin Thái. Đấy. Đầu bò rất đẹp, nếu mà quay thì lột tả cái đầu bò này thì ngon quá, lột tả được. Con này đầu bò mốc luôn anh em ạ. Đấy, tình hình nứt toác rồi, giải quyết đây. Anh Thực lại, anh Thực à? Hà Xuân Trường. Rồi, em lấy cái mic anh ạ. Chính nghĩa ông Ngô Ngân bảo ông mang lên bán. Anh Thực chào anh em. Chào anh em nhá. Rồi đây. Xin chúc anh em trên mọi miền Tổ quốc đang theo dõi live stream của Hoàng Kiên, ủng hộ cho Hoàng Kiên nhá. Đây này có duyên anh Thực. hai phụ huynh vần vò nhau vật vã nhau kỉnh. Được cái xe anh Thực con nào cũng trôi. Được cái nghe có vẻ nó ổn ổn đấy. Chọn xe cứng cáp vào bán chắc rồi. Kinh tế khó khăn này không lừa được ai đâu. Xe
nói chung là phải chất. Tất nhiên là nó là tiền nào của đấy, nên là buôn bán anh em phải có tí công, nhưng mà vấn đề là nó phải hợp tình hợp lý. Ê, anh thực này vẫn bán con gym đúng không? Đúng rồi. Đời nào? Đời 2001. Ừ, nó được quay vòng đây. Máy phòng xe thì nguyên bản hết, máy chất. Đấy. Rồi. Anh qua là hai bên thì thầm Bồ Xuân với Hoàng Thiệp là giá là bao nhiêu? Thiệp bảo chốt cho mình là 14 triệu rưỡi. Đấy thì cũng gọi là có một tí công rồi. Không, 13 rưỡi. Đâu, 14 rưỡi. Chạm 14 được không thành công. Không thành công. Quay vòng đây mấy em cùng xem nhé, cùng xem nhé. Xe bình thường nhá. Cái nó đều thôi, nhưng mà xe này chắc định đi làm đi ăn. Xe đi kiếm cơm qua ngày thôi. Giá bằng con xe tàu thôi. Không, tàu thì đắt hơn. Con này gấp mép hơi ác nhỉ, sao khung này gấp mép nhỉ? Khung này nó thay cái mẹ gì sao khung gấp mép nhỉ? Không, em biết nó zin hết đấy chứ. Khung này sao buồn cười nhỉ? Khung zin hết. Khung như khung xe tập, khung tàu bố rồi. Con này khung thay bố khung rồi. Làm sao mà tàu gấp mép của này? À không, mép của nó tôi mới được thế. Việt Nam, con này máy thì Việt Nam rồi, sao khung buồn cười nhỉ? Con này sao nào? Ôi ôi, Lisoaka này anh em này, tem này anh em này. Nó có cái tem của Lisoaka này, tem nhôm. Anh không, mua nhầm chỗ, rồi. Không, chỗ này là... Đang đăng ký đề gì đâu, anh xem đăng ký nữa. Ơi, con cầu bố rồi. Không sao đâu. Thế đâu, con này đóng lại xung cho máy rồi. Không phải là nó đóng đây là nó... Đây là biểu tượng xe tàu đây này. Chỗ này là nó bị thủng nên là nó... À thôi, em nhìn khung là khung tàu rồi. Nó mỏng cái này mà, đây mỏng. Thôi, xem số khung. Con này số châm kim nữa thì vui. Nếu mà số trong kim thì bỏ luôn. Mà nó đóng. Anh cho em mà lấy lên tô vít bốn cạnh mở ra. Anh thực cái một nhóm con này rồi. Anh em lên live phát đầu tiên, phát súng đầu tiên nó bị lỗi này. Nhiều lúc đấy, nhiều lúc trên live nó hay. Nó hay đấy. Trọng độ. Khung tàu, anh ga Nhật Tân đúng không tàu. Đúng chung là nó lại uốn này anh em nhá, đây đó là xe gì Việt Nam nó có cái tem Lisoaka này, Longkin này. Đây mở yên mở này, đục mẹ xuống khung rồi. Con này chắc ông này ông tai nạn này, ông ấy gãy bố khung ông làm lại. Nhìn lúc anh thức đấy biết được. Khung tàu 100% đây anh, khát vọng đam mê. Cái chữ này là zin của nó, làm sao mà tàu được nó cắt xuống khung máy đâu. Ôi chịu. Cái này nó bé tí này, mỏng bé tí này, cái chữ này Việt Nam nó đẹp lắm, nhìn chất lắm, to, bé tị. Ôi, của anh cả, em. Thế giới. Thế mới gọi là giáo sư Kiên chứ, anh Sơn Thành, ok, không phải, đây, cái này mình quen rồi. Ôi, anh em vừa chúc nhau bây giờ, chia tay. Không sao, không luôn. Rồi, lại bẫy quan trọng này, đời, anh Trọng Đỗ cho về, đúng không ạ? Đây khung gấp mép anh em nhá, đây khung gấp mép này ơi, đây khung của nó cũng nguyên tắc cũng được phép khung cái kiểu mẹ đúc kiểu này anh em. Nhưng mà đây nó là khung xịn đây chứ làm sao mà. Không, mẹ khung nó đẹp lắm, nó phẳng nó làm gì ok này. Khung xịn luôn. Thôi. Chia thật nhiều cho bác Kiên em lại bắt đầu ok Phạm Minh Sơn. Không, con này không phải vào khung. Thôi. Được. Nói chung là vẫn bẫy được không sao. Chuột bẫy cứ đặt bẫy là có chuột hết mà. Bước vào phát là an toàn. Ok, cảm ơn anh đến em. Ok, rồi. Có thể con xe khác nhá. Ok, cảm ơn anh nhá. Anh chào anh em này. Có thể anh không để ý. Không thay. Rồi, xin chào anh em nhá. Rồi, ok. Chính chủ nhưng thay khung. Tên lại là đúng rồi. Nó thay khung, xem số máy nó có đóng lại nữa thì mẹ vui. Số máy zin. Một chủ luôn đấy. Nó thay khung. Nói chung nó vào khung không sao cả. Ôi khổ quá nữa. Chung thôi. Cảm ơn anh. Ok, lại tiếp tục còn một con gym này đi. Rồi, không có được. Nói chung là cũng nhiều lúc anh em không để ý không sao cả. Nói chung là mẹ thằng ông nào rồi cũng ông dính được. Nói thảo thợ còn dính. Ông anh không để ý. Anh em đang vui để rất dây đàn. Vui rất dây đàn. Lại em hẹn gặp lại quý khách lần sau. Goodbye, see you again. Thôi, lại một chiếc gym Thái đây anh ơi. Rồi. Cũng chia sẻ anh em thị trường xe máy cũng đồ đăng ký giả và số máy đục rất nhiều.
xe cổ số khung máy đục lại rồi, đăng ký giả rất nhiều anh em ôm về hoặc những con xe nát bét mông lại, rất nhiều anh em ạ. Không đơn giản một tí nào đâu. Để mà xuống tiền anh em cứ đề phòng củi lửa. Ở đây một chiếc Dim Thái này anh em nhá. Rồi, một chiếc Dim Thái đây anh em ạ. Dìn xịn nha anh em nhá. 3 triệu đấy, mua trở lợn anh Thiên Thái không ạ anh ạ. Bởi vì liên quan đến pháp lý thôi anh ạ. Những dòng này liên quan pháp lý. Mình bán hàng không ai bị sao mình đi tù của mẹ. Đầu máy 816 nha anh em nhá. Một chiếc Dream Thái biển T. Đấy, xe đã được ra máy vẫn còn zin, mọi người nhân ra máy zin này. Tân trang spa lại một xíu thôi. Tân nan đều. Biển 29T120896. Con này lùi ra hai, lùi cho anh 2 triệu. Con này để like lần nữa. Mua 47 triệu anh em nhá. Con này mua 47 triệu đây này, toàn bộ khung sườn tem của nó còn zin này. Lốc máy con này mua 47 triệu. Trước mua đắt đấy, trước mình mua cũng đắt hơn. Nhưng bây giờ mình mua lại là rẻ hơn. Máy zin anh em nhá, sơn zin máy zin. Zin Thái, đầu máy bao nhiêu em? 816 anh ạ. Đời 98. Bốn bảy triệu anh em nhá, cộng cho anh em 3 triệu. Xe này trước mình mua năm mấy triệu ấy, trước mình mua này nhớ mua 54 triệu ấy. Bây giờ nó tình hình nó đang nứt toác cái này, mình chấp nhận thế thôi thì bán rẻ thôi, mình ăn vừa thôi. Đây tem zin của Thái Lan anh em nhá. Đấy khung sườn tem của zin, cái này của zin của Thái Lan, Thái Lan hết, xe của Thái Lan hết đấy. Đây cái mặt trên gầm mẹ, soi gầm đẹp nhá, gầm chưa mối mọt nào nhá. Với cửa tiền 40-50 triệu, ngoài 50 triệu là bắt buộc là nó phải là gầm bệ của nó căng đét này. Máy nó là phải là thi thầm rồi. Đây cái mặt của nó từ năm 98 bây giờ vẫn còn zin của nó đấy, chưa bị thay thế gì nhá. Đây cái mặt này, cái kính này thì thay rồi nhỉ, cái mặt này zin đấy. Yếm này vẫn yếm xịn nó đấy, yếm đẹp ấy, bởi vì nó là thuộc cái tiền nào của đấy mà. Đây khung sườn 2 triệu đúng chưa anh? Mối mọt 3 triệu, tôi giảm con này 2 triệu nhá. Nhanh bán đi. Đầu máy 816 nha anh em nhá. Rồi tiếp tục lại một chiếc SH luôn nha anh em. Rồi một chiếc SH 150 anh em ạ, đời 2021. 442 triệu anh em đang xem. Vâng, bên này là 100 hơn 100 anh em. Hy vọng đây mê loại tàu vớ vẩn. Anh cho em xin một vòng đi, một chiếc SH 150. To đùng to đạt. Rồi đúng rồi. 150 anh 2021 nha mọi người nhá. Xe bản siêu đẹp luôn đấy. Hoàng Kiên tinh thế. Trong này. Cứ nộp lệ phí anh Trọng Đỗ là bằng tiền không anh? Anh ơi, nói chung không đơn giản đâu, cái mảng xe máy này nó là tương đối là nó khó đấy. Nói chung là bản buôn ô tô xe máy cũ nó là một trong những rất là khó. Nó là một trong những nghề rất khó anh em nhé. Nó khó lắm ấy, trông cái thôi nó cũng rất khó. Có đây người học học cả đời mới vẫn dính trưởng, không va vấp thường xuyên cũng dính trưởng bình thường. 291 anh ơi, 85957, một chiếc SH 150 đời 2021. Chạy được có hơn 6.000 km ạ. Buôn cái xe máy cũ này khó lắm, không đơn giản ai buôn đâu nhá. Khó lắm. Em ơi, cho nhất con này ra cho anh quay cho dễ. Một 150 biển N. Con này nó mua là 79.500 anh em nhá. Giá nhập 79.500 cộng anh em 3 triệu. 150. Xe mới lắm, đi được mấy nghìn cây thôi. Có hơn 6.000 cây đấy anh ạ, xe siêu mới luôn. 2021 nhá, đẹp không? Nói chung là zin hết. Đây lốp láp còn đỉnh lốp còn dày nhá, chưa bị mòn thế nào. Lốp láp còn zin cho xe mới. Tuần thứ 9 2021 này. Thế anh em ạ, buôn ô tô, buôn xe máy nó không phải là có tiền mà buôn đâu anh em ạ. Thế cái anh em cầm đồ chứ không phải là có tiền nó ra cầm đồ chứ mẹ, cầm đồ không may ông cầm phải mấy con xe không nói, chỉ cần như riêng là mấy anh em cầm đồ mới chứ. Mới ra có một đội nó ăn, chỉ có nhìn ông nào biển mới ra biển mới. Nhồi đầu tiên nhồi cho con đăng ký giả, ông trôi. 3 ngày sau nó nhồi cho mỗi ngày một con, thế là tổng khoảng 5 6 con đăng ký giả, phát là đến ông gọi thợ đến là thanh lý. Là đấy mẹ nó báo là xe đều, phát là ông chết ngửa bụng, kinh không dám cầm luôn. Nhìn nữa không đơn giản đâu. Vì nó có đội tội phạm nó đúng cái nghề nó đấy. Đầu tiên thử con ông phát hiện thôi. Ông mà không biết phát nó đập cho ông, dồn cho mấy con. Rất nhiều chủ hàng cầm đồ nó phải đóng cửa vì mấy cái món đấy. Ô tô thế nhá, đăng ký ô tô có đăng ký giả nhá. Có đăng ký giả không đơn giản đâu. Số khung cho máy đục ghép rất nhiều. Đấy. 79.500 cộng 3 triệu. 3 triệu. Xe đẹp lắm, nói chung là rất mới. Một vòng lại lần nữa để cho anh em cảm nhận. Zin đen này mới tinh nhá, xe mới tinh, ghế lái chưa vấn đề nhá. Ghế lái chưa một tí mòn, anh em lưu ý là ghế này, dàn tay nắm này, dàn vô lăng.
ghế lái các nút bấm còn rất đẹp. Đấy. Đúng lúc ngon nhất thì chủ xe bán. Đúng lúc em nó tròn vo thì chủ xe tròn nhất, êm nhất thì xe. Biển cũng rất được. Biển này cũng bây giờ định danh các cụ mình, các biển này cũng đã cho định danh, cũng bán. Chỉ còn thôi anh em mất không mất tiền là 4953. Đấy à, mới 47. 41 mới 71. Em gái không phải đâu bác, ok đúng không ạ? Rồi tiếp theo anh em nhá, một chiếc xe rất khó với thợ cò thôi, với trình độ sư phạm như bạn tôi thì nhắm mắt sờ lườn tôi đầu là biết ra. Đúng ạ, anh em nào mà là sư va vấp nhiều thì sẽ biết. Thì một cái mảng xe máy với ô tô này nó không đơn giản. Xe máy còn khó hơn ô tô nhé. Buôn ô tô nó còn liên quan đến đết, liên quan đến năm sản xuất. Buôn xe máy rất khó nhé. Nó liên quan đến đầu máy, liên quan đến đời, liên quan đến hãng, liên quan đến xu thế. VS rồi. Này nhau nhé. Vâng, một chiếc PS 150 anh em ạ. Đời 2007 mọi người nhé. 2007, 29i2, 3183, 2007 mà 150 anh em ạ. Xe PS màu xanh đá. Đây. Mua 17 triệu nhá, cộng anh em 2 triệu rưỡi. 19 triệu. Giá nét này nét đây anh em nhá, giá đưa ra giá như anh em nét nét, anh em cảm thấy nào vào vị thì mua. Máy căng, con này máy được kìa. Máy căng, chất thế. Máy chất. Xe chất nhá, con xe này là dòng xe chất. 17 triệu, trước xưa đắt lắm. 8.000. Ngày xưa con này bán 8.000. Đấy. Ngồi com lê cà vạt đi này, đi cỗ tốt đấy, nó là hợp ý. Chạy sướng lắm, nói thôi chạy dòng BS này nó sướng lắm. Đây, ngồi như ngồi salon. Anh Trọng Tín nhá, anh Phương Tuấn. Có mười mấy triệu anh. Chạy chất cực luôn đấy, nói đây thôi như. Đấy, nghe tiếng nổ rồi. Rất chất nhá. Em 150. Cơ chưa hạ nhá, con này cơ cũng chưa hạ đâu. Cơ đẹp luôn, cơ cũng chưa hạ thế nào luôn. Đây, lốc máy còn chưa này, ống muống này, ống này. Thất láp rất đẹp này. Quay bên này đi. Con này cơ cũng chưa hạ thế nào nhá. Anh em miền Nam rất là thích những đây. Dòng này đấy. Ốc chồng ấy chưa hạ luôn. Đường nước chưa vấn đề luôn anh em nhé. Khô khốc của khốc. Có phải rẻ. Rẻ. 19 triệu 500. 2007 nhé mọi người nhé. Cái mặt này thường anh em ấy bắn rẻ con này, mặt này còn zin hết. Đây, ức cũng còn zin hết. Cơ vẫn còn nha anh. Tay nắm còn zin. Trần Duy Hải nhá. Con này cơ vẫn còn. Con này máy khả năng còn zin. Khả năng zin nhé, để mình ngó lại bác đi. Ui giời, mẹ máy khả năng còn zin luôn. Khúc liệt luôn, khô khốc. Lô gầm. Lô gầm nhanh. Lùa xê. Đấy, rồi. Mình xoay thật là kỹ cho anh em nhé, để cho anh em biết cảm nhận. Con nào mình bảo máy chất là máy chất, con nào máy vừa thì bảo là vừa. Đấy. Rồi có 19 triệu 500 anh em nhé, đời 2007 ạ. Nhưng anh em hay mang đi giặt nâng cái đời này lên cái đời SH đời mới. Mà con này nó là một, con này nó là 150 nhá. Mấy em xây miền Nam hay dập hay mang con này lên để nâng đời. Đấy. Ok, Đông Trinh mình vẫn làm việc nhá. Vâng, mình làm việc đến tận 30 Tết nhá, đến ngày mùng 5 Tết lại mở hàng. Chiều 30 Tết. Chiều 30 Tết anh em đến tầm 2-3 giờ là bọn em vẫn còn đây. Vẫn ở đây nhá. Ở đây thì em thấy hay Việt không có chứ. Nguyễn Sơn. Một chiếc Janus anh em nhá. Janus biển Ninh Bình ạ. Anh em biển Ninh Bình đấy, 2017 màu vàng rồi. Be. Đấy, anh em cho em một vòng để anh em sở hữu chiếc Janus 2017 nhá. Đồ vẫn còn rất là đẹp này, ra vẫn máy vẫn đẹp, vẫn phải đấy, đồ vẫn còn đẹp đều này. Vẫn phải là Ninh Bình. Tất cả những lên. Cái phụ kiện trong này vẫn còn nguyên zin, biển 35B2 29227. Đấy. Ừ. Xe đã được dọn sạch sẽ ngon lành cành đào hết cho anh em rồi đấy. Đây phải gánh máy zin nhá anh em nhá. Cái chiếc xe này máy zin. Chìa khóa bản này là bản chìa khóa chìa. Đấy, bản. Con này mua 17.2 nhá, mua 17.200. Con này để om hơi bị lâu rồi thôi nhả đi. Cộng 5.500.000. 17.200 anh. Cộng 1.500.000 nha anh em nhá. Bao dọn để đấy, con quá. Này bao dọn đấy. Lâu bán rồi. Lùi anh 500 con này. Vâng. Đang định mở cái hiệu cầm đồ, nghe Hoàng Kiên nói mà sợ có anh Trọng Đỗ. Đúng rồi anh em mở ra cầm đồ là phải có một thợ buôn xe, phải có một chuyên gia hỗ trợ cùng nhá. Một anh em thợ buôn xe hỗ trợ cùng. Như ngày trước ấy, mình ở đường Láng này, mình cũng là một trong những trụ để cho anh em cầm đồ để hỏi giá, về bấm giá nhá.
Nhìn thế thôi không đơn giản đâu, anh em mở cửa hàng mà không có kiến thức là vỡ mồm luôn. Anh em giới tội phạm nó lừa tốt lắm. Chứng minh thư luôn ảnh này. Xe lừa. Thợ đến đóng, chứ còn xe bị lỗi nhá, thợ mang đến cắm luôn. Anh em nó nhồi cho ông 3 con là ông vỡ mồm luôn. Đấy anh Trọng Đỗ, nhìn thế thôi không đơn giản. Anh nên có một mở cũng được, nhưng nên có một thợ buôn xe có tính chuyên nghiệp một chút. Nhờ quân sư, nhờ bấm giá, nhờ test lại, kiểm tra đăng ký xung trong máy, nhét test đời. Nếu anh em cứ tự tin mình thấy mình đúng, không phải đúng đâu. Vì đến bản thân như mình bây giờ tầm khoảng mình nghỉ trong khoảng một tuần, mình không buôn bán, mình không làm nữa, tự nhiên mình đến đây mình đã bị lạc giá rồi. Nên nó phải một người thợ phải chuyên nghiệp. Muốn đỡ thành công thì phải có một người thầy anh ạ. Muốn thành công nên có một người thầy để bấm giá cho nét. Con xe này mua rất rẻ nhá, con xe này biển 90 mua con này có bao nhiêu, có mua 6 triệu đây ạ. Cộng em 2 triệu. Bản 3V nhá, mua 6 triệu đồng. Không biết trong nó là màu gì anh? Chưa bao dọn đâu nhá. Màu trắng anh màu, em nhá. Màu trắng. Màu trắng ạ, à, bản 3V đây này, 3V. Đấy, biển 90 à. Giá bổ quả xẻ Nguyễn Hiền. Ok, cảm ơn Nguyễn Hiền nhá, bổ quả xẻ nhá. Chỉ cần rửa phát là sạch xe. Đây anh em là đúng đất Hà Nam quê em đây. 90B151423. Đấy, đúng Hà Nam làm cho em con này mua có 6 triệu đồng thôi anh em ạ. Quá hợp lý đúng không? Một chiếc Liberty 3V em có 6 triệu. Cộng 2 triệu anh. Cậu em 2 triệu. 2 triệu máy ngon không anh em nghe máy này. Máy ngon nhá, con này phải sơn tùm. Đây phải tỉa mất sơn mất triệu nhá, tem mát cái thứ này. Anh em đây là nó không phải là gì đâu, nó sơn vào đây là nó rắc này, con, nhám. Con này đây là rồi. Giấy ráp. Đây nó dán đi mà sợ. Dán anh ạ, con này đang dán. Thợ thuyền có thể về lao động kiếm đồng nuôi các cháu được nhá. Anh em thợ thuyền đâu làm con này, mua 6 triệu. Cộng 2 triệu là 8 triệu nhá. Máy 3V nhá, không phải là máy IE đâu. Đây con này nó dán nhá. Rồi nó dán nhá nháp, rồi nó dán giấy ráp ấy. Anh em có thể đánh xoang đánh nhồi. Đây giấy ráp. Cát cát này, trong nó có kim tuyến ấy. Này là anh em đang dán. Con này là đang dán anh em ạ. Dán đấy, mọi người có thể về bác về đấy mà. Màu trắng. Vâng. Màu trắng xe chất nhá. Con này về anh em phải bóc ni lông hoặc sơn lại, hoặc anh em phải thay mất một tay sách sau, một bộ tem. Nói chung là loanh quanh đầu tư mất triệu, hơn triệu. À, anh em nghe máy này. Thua cái anh em nó Hà Nam phủ lý thôi. Sao cái quạt kia lại chổng ngược, cái quạt này kiểu gì? Hả? Cụp xuống này nó mới... Lạnh lạnh ngay, thôi. Cho trên cho xa xa đây. Cho xa xa ra quay đằng kia. Chưa, cho lùi cho anh em nó đỡ lạnh, nó lạnh. Đây, cái đùi hưởng này. Hưởng đây cho. Không, để lạnh lạnh. 6 triệu cộng 2 nha anh em nhá, một chiếc Liberty. Một chiếc Liberty. Đấy. Giảm sóc có thứ ngon nhé, giảm sóc thứ xong. Giảm sóc ngon anh em nhé. Thôi là mình làm mình lai lùi lại tí. Rồi. Rồi nha anh em nhé, một chiếc quay A đời 2023 rồi anh em ạ. Em này 2023 rồi. BSG. Lên đời gặp mấy anh áo vàng. Đập cho vài củ. Đậu hũ đang hưng. Ô, nói chung là không sao đâu, vấn đề đâu mà. Quay A 110 anh em nhá, biển 28 ạ, biển Hòa Bình. Con đấy, xem phần em Trường Vũ Mạnh, con xem phần em nhà bác Kiên. Lướt lát rồi, anh em nhìn từ vành bánh tăm nha, nó ốc trục dần. Ok, anh em sạch sẽ rồi. Anh em liên hệ vào video đang phát trực tiếp một cái điện thoại cho Long, mới là điện thoại cho Quỳnh với Nhung ấy. Rồi, anh kiểm tra cho em con này biển 28L122254. Tam Hoa 3 con 2 anh em nhá, đời 2022 ạ. Chạy có 7.000 km thôi, sơn zin máy zin. 14.300. 2023. Tem 2023. Năm sản xuất thì 20 cuối 2022. Tem còn là tem 23. Đăng ký 2023. Vâng. 14.300 nhá, cộng với nhau 1.700.000. Thế này vì tại sao nó giữ giá, nó vẫn phải có, nói chung là thôi mình gọi là có giấy tờ đi đường là ngon lành rồi, nói chung là tất cả mọi thủ tục và nghĩa vụ thuế một con xe này đã xong. Anh em có thể đi trên đường không ai hỏi han gì đâu. Đấy. Bởi vì là đây. Vũ Lâm Sơn đăng ký giả làm sao mà sang tên được anh, không sang tên được đó. Nói chung là những chiếc xe bất hợp pháp là lơ mơ là anh em mua bán không quen là đi tù ấy, không đơn giản đâu, nhìn thế thôi. Bởi vì liên quan đến những con xe bất hợp pháp thì nó là vấn đề liên quan đến, chắc là một là trộm cắp, hai nữa là lừa đảo. Đấy, nó liên quan vụ án thì chắc chắn là liên quan đến sẽ bị khởi tố ngay. Ừ. Để cho buôn bán của ai làm đâu.
14.300.000 cộng 1.700.000 nha anh em nhá. Một chiếc bản 2023, tem này là tem 2023, biển biển Hòa Bình. Đấy, anh em nào vì những cái dòng này anh không... Trọng Đỗ hôm qua không lỗ em nhiều. Em Nhung bảo cho vay tiền xuống mua Trọng Đỗ. Cảm ơn anh Trọng Đỗ luôn luôn tương tác anh em nhá. Rồi, pha kính rất là đẹp, gương cả đôi, chìa khóa đôi. Năm rồi. Ai? Khách đâu? Máy ngon. Nhà cỏ. Anh Hùng, nhà quay không bao giờ có rồi, chỉ có cút. Khổ treo em. Hết mùa. Cái máy cũng được. Bạc hết. Đòi 29 á. Bao tiền? Giá 5 triệu. Giá 5 triệu. Anh Hùng quần đùi. Ngoài đéo không? Tiếp. Em vẫn thế mà. Ôi, có 5 đồng. 52. Ôi, rồi. Anh xem này, loại có quả. Ôi, không được đi, không được đi. Ôi, thôi. Ôi, nó méo bồ. Ôi, bồ méo không mũi. Bồ vỡ đầm mấy xe này, thôi. Bồ vỡ. Xe nó tổng nhấc người. Chiếc X-Side 155 nha anh em nhá, bản đen sần ạ. Rồi, biển 89 Hưng Yên, cho em xin một vòng đi anh em nhìn một chiếc X-Side 155. Bản này giờ rất giá, đang bị rất là rẻ nha anh em nha. Anh em mà thích chơi Tết côn tay của Yamaha. Đây, quay cho em những cái trục này anh em mà vành bánh tam nan, nó còn nguyên, lốp cũng còn gì theo xe. Biển 89 nhớ con này. Năm 2022, tháng 7 2022 này. Một vòng cho em bản VVA, bản đen sần. Đấy. Đây, năm sản xuất. Nhớ con này mua được rẻ mà cũng chưa ai hỏi. Lớp còn đi theo xe nhận cả đôi. Mua là 29.500.000 anh em nhá. 2022. Mới lắm, con này đi mấy nghìn cây. 3.000 cây anh ạ. Lớp còn đi theo xe. Mua 29.500.000 là cộng em 2 triệu. 29.500.000 nhá, cộng 2 ạ. Sơn zin, máy zin, lớp còn zin cả đôi. Bản đất nhất mới nhất hiện nay nhá. Bản này là bản mới nhất hiện nay đấy. Anh em nhìn nó mới tinh. Lốp lắp mới tinh. Lốp còn đó là đây này. Nó còn phấn còn chưa bay màu. 3.000 cây này anh em biết là mới tinh. Đây. Có là chưa rụng râu. Đi đến bao giờ thảo đây, cái chỗ này xầy xầy thôi không chấp nhận rồi. À, mới tinh. Phùng trung tình cứ bảy màu cọc máy bảy màu. Anh thích con nào anh cứ cọc cho em là ok. 29.500.000 nhá, cộng em 2 triệu. Ê rồi. Đây lốp này, lốp còn dâu kia còn dâu này. Bên kia lắp tháng 7. Đỉnh lốp này. Tháng 7 năm 2022 đấy. Lốp còn zin. Tuần thứ 7 2022 này. Em quay rồi. Bản đen sần. Dòng này nó chạy ra tầm khoảng 88 vạn nó mới bắt đầu máy nó lọc sọc nha, mấy cháu mới có 3.000. Nó mới 3 tuổi chưa vấn đề đâu. Đúng lúc nó ngon lành nhất, nó ngoan nó bắt đầu nó ăn được thì lại bán nó đi. 8.000 cây đấy anh em này. Một chiếc 125 đẹp bằng nhỉ, con này đẹp. Hoàn kiếm anh em ạ, là một chiếc hoàn kiếm anh em nhá, 125. 125 phanh Nga ABS ạ, biển hoàn kiếm. Đời 2017-18. Đấy, form LED 2 tầng. Tuần ra. Biển 29C163022. 29C163022. Đậu Vũ Đăng Hưng. Khi nào mở thêm ở Sài Gòn đi. Nhà Đậu Vũ Đăng Hưng rồi em chắc là thôi, em không phát triển thêm nữa đâu. Em cứ giải quyết anh em có nhu cầu thì mình em sẽ ở Hà Nội thôi, vào Sài Gòn chơi thôi. Rồi. Bây giờ nó to lái dài dòng ăn tự loanh quanh nó lại nứt vỡ thì chết. Anh kiểm tra 63022 rồi. Anh em ạ, kinh doanh nhá, anh em rất là nhiều các đại ca kinh doanh có tiền rồi, mình muốn mở chi nhánh, nhiều chi nhánh. Chắc gì nó quản lý được. Các cụ bảo người đi hai chân của đi tứ ngả. Không đơn giản đâu, nhìn thế thôi tưởng ngon ăn. Không quản lý là không quan trọng anh em. Đấy các cụ như ông mở to hầu như toàn cổ phần mới làm đấy, chứ còn tiền mặt thì khó lắm. Tiền thịt của mình khoai lắm, không đơn giản đấy nhá. Thôi mình cứ loanh quanh ở khu vực Hà Nội thôi. Bởi vì nói thật ra mình khu vực Hà Nội là mình cũng đã cũng tiêu cũng thoải mái rồi, không có tham vọng gì nhiều lắm.
nhiều chi nhánh quá thì anh em nó lúc thu bó khó lắm anh em ạ. Cái điểm yếu của doanh nghiệp Việt Nam là sự tham lam đấy, lúc nào cũng muốn mở rộng ra. Tôi mua ôm cả đất, tôi mua ôm cả trời, nhưng thật sự ra đến khi thu bó rất khó anh em nhé. Đẻ nó ra rồi để mà kéo thu bó về khó lắm, không đơn giản tí nào đâu. Đấy, kinh nghiệm mình cho thấy 27 năm trong nghề, mình chỉ buôn mỗi này thôi, không có gì khác. Đấy. 2017 anh em nhá, Vanga VS 125 bản LED 2 tầng màu đỏ cho em, mệnh thổ mệnh hỏa, dành cho tất cả anh em mệnh thổ mệnh hỏa nhá. Lùi 1 triệu anh con này đi. Vâng, lại lùi 1 triệu à. Mua là 62.500.000. Cộng cho anh em 3 triệu. Đẹp lắm, xe đẹp thật. Ôi cộng cho anh em 2.500.000. Thế thôi. ABS anh em nhá, Vanga ABS ạ. Đấy, rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam mình mở chi nhánh vừa rồi, là cái vụ cháy vừa rồi chia sẻ với anh em. Đây, đẹp không? Chia sẻ anh em vừa rồi cái vụ cháy trong thành phố Hồ Chí Minh, một ông anh của mình luôn, trực tiếp mấy anh em vừa rồi đi du lịch đấy, đi du lịch đi các tỉnh ấy, một ông chủ tổng giám đốc chuyên cung cấp ghế massage, mà hiện tại là bây giờ là đã mất điện. Anh ấy vừa rồi vụ cháy ở thành phố Hồ Chí Minh, anh ấy thông báo là anh ấy cháy với 100 tỷ, chính thức 100 tỷ, một nhà cung cấp chính độc quyền ghế massage của Việt Nam, một hãng ghế rất là nổi tiếng. Đấy, cháy ở trong Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi lên các mạng báo đấy. Trực tiếp là những con xe, mỗi lần mình vào thành phố Hồ Chí Minh là mượn xe anh ấy. Đấy, để đi. Mà anh em đi chơi ngoài này, anh ấy ngoài người ngoài Hà Nội này. Hiện tại là thực sự giờ đang rất khó khăn. Đấy, vụ cháy vừa rồi đấy, mà ông ấy là thiệt hại nặng nhất. Không đơn giản đâu, nhìn thế thôi, nó là cuộc sống, nó là ai cũng muốn. Nhưng thật sự ra cái, nó chỉ đến cái phần nào thôi, mỗi người dành một phần nào đấy thôi. Nên nó ôm quá thì nó lại không được. Đấy, không đơn giản trông thôi, cả một nghệ thuật kinh doanh ấy, tại sao nó không thể lớn được, lớn là chết thôi. Vẫn là LED 2 tầng đấy nha anh em nhá, có hơn 60 triệu một chiếc SH. Ok, tiếp theo con xe này em mua rất là hợp lý nhá, mua này hôm qua vừa rồi là mua 3 triệu này đúng không? Đấy anh em nứt vỡ đi ăn đi làm đây. Đấy anh em nứt vỡ đây, xe mua có 3 triệu. Không biết về đâu, xem con này có được ok không anh em nhá. Mua có 3 triệu rồi. Đấy, buôn thất nghiệp và lãi quan viên nhá, cộng anh em 1.500.000. 4 triệu 500 nghìn một chiếc Luvias nha anh em nhá. Đáng mua 3 triệu. 2011, 2012 đấy ạ. Luvias. Bản Luvias biển 88. Xe này mua 3 triệu cộng anh em 1.500.000 nhá, dành cho các anh em nứt toác. Đấy, anh không biết về đâu này, đang hỏi có xe tầm ít tiền 3 triệu này. Mua 3 triệu cộng 1.500.000 nha anh nhá. Cố lên làm con này cho em. Luvias nhá. Đang bị hết ắc quy đúng không? 2011, 2012 rồi đấy. Bản này là bản Yamaha. Rất là nhiều anh em chuộng. Chắc các chị em Đề dài không? Đường ngang hơi rửa thôi. Xử lý một tí cái bi đề. Đấy, anh em nào nứt vỡ của 4 triệu 500 nghìn thôi. Giá rất là hợp lý. Đậu hũ Đăng Hưng thế lại phải học bác Vượng nhiều đúng rồi. Mỗi bác Vượng bác ấy có tiền thì bác ấy bán đất đi. Còn anh em này cảnh gạo ngoài này giờ quan trọng là kiếm được rồi giữ được hay không là điều quan trọng. Quan trọng là giữ được hay không. Natalia Thái, em muốn lấy dòng xe gì em chở 4 người à? Chở 4 người thì anh em đang bỏ anh tư vấn cho em chở 4 người làm MH. Hoặc em là lít được ai phải lít được lít được anh em nói chung là anh em kiếm được rồi, nhưng quan trọng là giữ được mới là quan trọng. Quan trọng anh em ạ, 1.000 doanh nghiệp phát triển thì chỉ sau năm 60 tuổi chỉ đậu được khoảng trăm ông thôi, mấy chục ông thôi. Vỡ là chính anh em nhé, vỡ là chính. Đây là câu chuyện nói thật anh em, vỡ là chủ yếu chứ còn nếu để thắng thì chỉ là vay thôi. Không đơn giản đâu.
XI 155 anh em nhé, đời 2021 á, màu vàng, con này thì biển Phú Thọ. Anh em không phải nói tiêu cực nhưng mà cuộc sống đôi khi nó là thế anh em ạ, vỡ là chủ yếu, thắng mà đơn giản thôi. Làm ăn kinh tế, làm ăn kinh doanh này thắng, nhìn nó không đơn giản, không đơn giản tí nào đâu. Ông nào phải qua tầm năm mấy 60 sao biết ông nào hơn ông nào thôi. Nhưng tầm ba mấy 40 vẫn oai lắm, trường thua. 4.000 cây, hơn 4.000 cây. Con xe này một trong xe để mà chấp nhận lỗ nhá, con này lỗ đấy. Lỗ, con này lỗ. 2021. 2021, chạy hơn 4.000 con này trước mình mua là 36.800. Mình đã lùi trước, lùi 3 triệu rồi. Mua là 36.800 nhá. Con này thôi mình chấp nhận, bây giờ này mình lỗ 6 triệu. Lỗ đấy, đây. Thật sự là lỗ đấy, chính thức là giờ này là chấp nhận đứt đấy. Phủ lỗ đấy. 33.800 nhá. Chỗ này còn xám nha, tháng 8 2021 này, âm 3 triệu nhá. Lại này anh em này, lại là mua, có nghĩa là mua lại. Con xe này trước mình bán ra một lần rồi, bây giờ khách hàng bán lại thôi. Nhiều lúc anh em hỏi khách mua vài ngày anh lỗ 1-2 triệu, bây giờ mình lại lỗ, mình lỗ. Mua 36.800 nhá, mình lỗ mất 6 triệu. Bộ hồ sơ là đi về Bắc lỗ 6 triệu nhá. Bán anh em 30.800 một chiếc xe, bây giờ mới đi được có 4.000 cây này. Anh em đến lấy hộ cái. Đây anh em mệnh hỏa, mệnh thổ nhá, đi rất hợp. Mệnh thổ đi ra màu này là hợp này anh em ạ. Đời 2021 mọi người nhá, có 4.000 cây, hơn 4.000 cây thôi. Biển 19 Phú Thọ ạ. Anh muốn đáo, anh muốn rút hồ sơ từ đâu anh? Nếu mở thêm công ty nữa ở Sài Gòn, sáng nào mình cũng mang cà phê ra mời. Ai đậu hũ Đăng Hưng. Ok, cảm ơn anh đậu hũ Đăng Hưng nhá. Hôm nào em vào chơi, anh em nào. Rồi, một chiếc Nosa Grand. Mình cũng không phải tiêu cực đâu, nhưng mà cách đây cũng phải mười mấy năm rồi. Mình cũng đã học một lãnh đạo ở một nhà gọi là truyền cảm hứng, người nước ngoài. Cũng phải mất mấy chục triệu. Doanh nghiệp Việt Nam là một trong những điểm yếu lớn nhất là mở chi nhánh nhiều. Được đấy, ôi anh, được đấy. Con này do chai hầm ác ấy à, do hàn đấy, được đấy, chất chơi đấy, trông điểm yếu lớn nhất của doanh nghiệp là mở nhiều chi nhánh quá. Đáng nhẽ mình làm một mô hình này, mình muốn anh em chỉ cần 2-3 chi nhánh, mở thêm 5-7-10-15 nó rất là khó, không đơn giản đâu anh em ạ. Thôi mình cái đấy là mình không nói tiêu cực, nhưng mà thôi một chút để cho những anh em, tất nhiên trên này cũng rất nhiều các anh em, các chủ tịch, các giám đốc. Nhưng nó cũng không hề đơn giản đâu anh em ạ, để mà quản lý được mới là khó. Hồ sơ về để mà hiệu quả mới là khó, chứ còn mở ra thì dễ, okay. Nhưng mà để mà kinh doanh có hiệu quả mới là một điều rất khó. Anh muốn nào mấy triệu đấy. Anh phải liên hệ trực tiếp với các bạn nhân viên, bạn ấy chuyên làm ấy nhé, chuyên làm hồ sơ giúp em ấy. Con này là đời 2017 anh em nhé, mua là con này là có 22 triệu thôi. Mua 22 triệu anh em nhé. Cộng em 2 triệu. 24 triệu, đời 2017 Nosa Grand. Còn em đang đến bán chiếc xe Win này. Hoàng Thiệp đang đàm phán. Con này hơi ấy đúng không anh? 2017. Phải bảo dưỡng tí đúng không? Không. Của nó thế đấy. Sao vậy? Cho ở thay bi côn nhá. Thay bi côn mang đi. Rồi 24 triệu đồng nha anh em nhá, dọn đẹp sạch sẽ cho anh em luôn ạ. Tiếp theo một chiếc Nosa Grand tiếp theo, màu trắng, xe rất là đẹp ạ. Rồi anh cho em xin một vòng đi. Con này vừa mới nhập à? Đây em xử lý. Con này vừa mới về đấy. À không vừa. Đó, bị không, con này biển 24 mà anh. 2014 nha anh em nhá. Đã mua là 14.300. 14.300 cộng với em 2 triệu. Giá rẻ hơn bằng con Nosa thường. 16.200. Một chiếc Nosa Grand đời 2014, biển Quảng Ninh anh em nhá. Máy ngon lành luôn ạ. Đấy. Bán bao nhiêu? Bán quá chi à? 2014. Bán 24. Đời đầu tiên cho lên sóng này. Nosa Grand. Lung ơi. Tôi cho giới thiệu xong. Đây. Gương lược các thứ đầy đủ anh em nhá. Cốp thì rộng ạ. Có 16.200 thôi. Nosa Grand. Đây đây xem nào. Anh em cài mới cho anh em đang đến bán một chiếc xe Win này. Một anh đại diện cho họ nhà gái để ra đây để giao lưu với các phái đoàn trên này cái nào. Đây, một chiếc xe Win đời tem tím. Đây,
đây anh Trình. Anh em bảo anh mang bác cái gì, anh mang bác cái bảo ơi lên sóng anh hát. Anh ơi, chào anh em trên này rất đông. Trên này các chào mọi người. Rồi. Toàn các chủ tịch, bí thư trên này, toàn các tổng giám đốc trên này anh ạ, không đơn giản đâu. Không phải toàn tâm anh giới thiệu anh tên gì nhỉ? Tên Tuấn. À, anh Tuấn ở đâu qua đây? Sóc Sơn. Sóc Sơn. Anh đến bán một chiếc xe Win. Thế là xe của anh Tuấn hay là của anh? Của hai anh em. Của hai anh em. Đúng rồi. Rồi anh kêu ông bán. Rồi, hôm nay đến bán chiếc xe Win. Rồi. Em kiểm tra xe nhá. Rồi. Thôi cứ tạm tắt máy đi. Tạm tắt máy để cho anh em Nó ngó qua đi, đầu bò này mất rồi này. Cái gì? Đầu bò thay rồi. Bò bẹo mới đưa cho. Rồi rồi, xong này này, em đang anh em đang đang có mic. Biển năm sinh 1960. Lọc bọc lắm. Con này cứ đèo kia á. Đầu máy bao nhiêu anh? 94. Tuấn ra bóng con này bao tiền đấy? 35 triệu. Bán đâu? Không bán đâu anh ạ, máy nó hơi lọc ọc. Con này thay ốc đầu bò nhé. Ốc đầu bò dài ngoắng. Máy làm lại luôn thì chạm làm lại. Con này thì làm rồi. Được cái biển năm sinh. Cụ nào năm sinh 1960. Biển biển năm sinh 1960 nhưng cụ 1960 giờ này uy nổng chán rồi. Giờ này giờ trèo leo giờ mệt rồi. Món trèo leo giờ bỏ thôi. Nó phải 1972, 75 thôi, đổ lên thôi. 1960 giờ không trèo leo rồi. Mệt. Đi ngon lắm. Con này đi thì bốc. Nói chung là 1960 giờ nó hết rồi, hết rồi. Tầm này các cụ cho nghỉ hưu rồi. 64 tuổi rồi. Nói chung cái món kia cũng thôi rồi. Chả có dùng thì uy nổng giờ này thể hiện gì nữa. 1960. Tầm khoảng dưới 20. Để anh em tầm 18 triệu. Bán đến 18 triệu. Tiếp ơi. Tiếp. Giá cả là bao nhiêu rồi? Con xe này thì nó máy móc. 18 triệu. Đúng rồi. Thế để 18 triệu. Bán 18 triệu. Ôi, chương trình này chỉ được 1 phút 30 giây thôi. Thời gian nó cũng không có nhiều. Anh ạ, anh em chốt giá đi, được không? Mới bản ra, tiếp. Ok, anh Hưng. Chốt chưa? Bây giờ như nào đây, anh em lẩy số thật nhanh đi. Thời gian nó lại nó hết rồi. Bán chuẩn rồi, bán đúng 22 triệu bán đi. À, không bán. 8 triệu không bán được. 8 triệu, 8 rưỡi. Ôi giải quyết 19 triệu. Được chưa? Thế anh em thủ tục có nhanh trên này anh em thấy cộng 1 2 triệu anh em biết. Biết thế rồi nó không bán được cái giá 18 à 19 triệu không bán được. Cộng 1 2 triệu. Nha. Tuấn Minh 18 triệu giá cao anh. 22 củ là lên đường. Bán được. Em lấy xe Jeep vào. Ừ. Lấy chưa? Anh em lấy chưa? Mua lâu chưa? Tuấn mua lâu chưa? Con này mới mua đầu năm. Ừ. Đấy mua 11 12 triệu và bán cho anh em 19 triệu nhá. Chốt đi anh em, chốt đi. Không bán được cái giá đấy. Tiếng Win nghe nó ấm thế, sướng. Con này đi thì không à. Ngoài mà đi vào đường ngõ nhỏ, phố nhỏ đi một lần ra hơi nhẹ nhẹ nhá, VV là ăn gạch đấy. Nó ép hai bên tường, nó ép nó lọng, mẹ chưa các cháu đang ngủ, mẹ ông cứ uyển uyển. Ông uyển uyển, ông uyển uyển, ông đứng ra ngoài đường lộ thôi, ông đừng đi vào xóm, vào ngõ phố. Uyển uyển là buồn là cho nửa bên gạch ấy, nguy hiểm. Mà. Ừ, thêm. Chào mọi ai là người tiếp anh em đấy. Anh ra đây đi. Giá đi, anh đổi xe gym. Anh
mua đứt để cho anh em 19 triệu xuống tiền. Mua đứt nha, không có vó bè lên, cối đa lỗ xuống, không đổi các. Rồi các anh em thích con nào mua xong. Rồi ok, rồi, mua được. Phải mua đứt luôn, bán đoạn luôn. Con này gáo này cũng gáo xin nhưng mà cũng tỉa tỉa, vá vá, tỉa tỉa, sơn sơn, thảo quá. Thôi nhá, đại biểu đã hết thời gian mất rồi. 19 triệu bán không? 19 rưỡi bán không? 20 triệu bán không? Thôi nhá. Chốt không? Anh em có chốt được một tí nữa tắt like anh em này, bảo thôi mẹ lấy ông bán rồi để tí còn có 18 triệu. Để cho anh em 20 triệu thật cộng trên này anh em một tí thật giảm. Đại biểu này hơi câu giờ. Câu gì? Thôi nhá, anh em về Sóc Sơn nhá. Nào thôi. Về Sóc Sơn thôi. Gọi là thánh gióng cho nó về lên núi cho lên đền thờ thánh gióng. Nghe anh em cũng vẫn một con xe Jim 110 mấy triệu nhầm vênh không giải quyết được gì, phải bán đây 2 triệu chốt lại thế này thật cho anh em hết cơ hội luôn, bán tí còn 18 có việc đi ra kia mà biết thế bán mẹ cho ông Kiên, mẹ xuống đây ông giả 20 vật này mẹ không ai mua. Không bán. Mẹ giờ thì có 18 nhá. 20 của ông bạn ra đấy. Nhìn nhau thì thôi nhá, đúng rồi anh em phải về đền gióng nhá. Cho về đền gióng. Cho về đền gióng. Thôi đấy, Tuấn em phát súng cuối cùng. Phát súng cuối cùng để anh em cân đối 22 nhá. Đấy mà vừa nói 22 còn chưa thì nó năng không à. Thằng Hà Tây em đem tặng vào công việc là nó lấy luôn. Nó lấy luôn nhưng mà nó giả 22 nhưng mà bây giờ tí 24 triệu nó giả 24 thì tí nó đưa có 17 thôi. Chợ búa anh em biết, chợ búa, chợ là phải đôi búa. Phải có bom đạn. Đây Lai Hoàng Kiên này, dòng này nó là chuyên ngành mấy bác sĩ chuyên khoa mà anh em cứ thích cứ 4 triệu 22 triệu là bán. Em bán đâu. Căng lắm. Căng gì? Xe căng lắm, không chơi được. Đại biểu này hơi bị lâu thời gian đấy. Chắc đại biểu này cho sang Triều Tiên với Bình Nhưỡng giải quyết đấy. Chuyển cho đại biểu đi Bình Nhưỡng với là Triều Tiên thôi. Đại biểu này câu hơi lâu, nó hơi mất thời gian tí. Thôi hết giá rồi. 20 triệu hết giá. Thôi thêm 5 mồi nữa nhá. Giống như lại chuyển con khác vậy. 20.5. Thôi bán được. Mình đại diện cho bán đi thật. Nói với tôi. Đấy em bảo em bán cho anh 22 triệu đấy, hắn vẫn đòi 24 triệu. Hắn thì bây giờ ông này là chủ tịch, ông nào là chủ tịch quyết định đi. Mà để cho xong đi. Này. Ê. Anh Phương ơi. Ông này tập trung chuyên môn đi. Bán đi. Thế thôi. Thôi nhá. Bây giờ thế mình không có quyền hành. Hắn bảo ra bán thì mình là quyền hành, nó bàn giao ông là đại diện thì ông phải quyết định, như mình lại cho ông khác. À, chưa bán không? 22 triệu chưa mua, đang giả 20.5. Đang giả 20.5. Thế như nào anh em, như nào? Thì thôi. Nói chung nói vui thôi nhá, nếu mà lên sóng thì anh em mua tắt like là thôi, không giao dịch thế thôi. Nhà gái nhà trai đã đi về nhà bên kia rồi, còn mỗi cái đạp thôi, không ai hỏi đâu. Rồi đây thế thôi, bây giờ anh em cho phát súng cuối cùng là bán bao nhiêu, đại diện được thì bán mà được thôi. Anh em cho phát súng cuối cùng đi, chuẩn luôn bao tiền để bán, chuẩn luôn bao tiền để bán. 24 triệu. Ông này vừa nói 22 đây, chưa nói chuyện ông vừa mà. Thằng kia nó giả 24 triệu thì sẽ đem lấy ra hoặc công việc bán cho nó, phải hơi lâu. Đây bảo 22 triệu làm em bảo anh 22 triệu. Bây giờ đem ra hoặc công việc nó lên lấy, không phải. Rồi bán ông bán bao nhiêu củ. Thế lần sau ông này phải lên sóng, đừng để ông này lên sóng. Vào đi, ông vào, ông phải để ông đại diện, người ta đã hô trên này là 22 triệu còn chưa nói chuyện, ông này 24 triệu. Thế thì cuối cùng ông lên đây làm kiểu gì, đúng không? Trên live rồi, về Sóc Sơn nổi tiếng rồi. Chắc chắn là trên live hiện tại đang có gần 1.000 anh em đang xem bên hai bên.
Anh em nổi tiếng rồi, về Sóc Sơn chay Sóc Sơn sao nó phải xứng đáng tí. Mẹ lòm dòm lắm, em thua. Lòm dòm lắm. Ôi nói vui đây, bây giờ như nào? Bây giờ ý anh em nhà có bán hay không? Nếu mà bán thì mua, mà không bán thì thôi. Thế rồi anh em về. Thế anh em cành kêu cành bổng làm gì cứ xoắn hết cả vào. Bán được không anh như nào? Bây giờ anh cứ xác định một anh làm chủ tịch thôi. Ông chùa ông này thì ông đéo biết gì. Ông này ông lên bản bêu. Ông ơi. Này, chốt là chốt 22 triệu. Đây còn chưa mua nhá. Đúng rồi, chưa mua. Thôi được rồi, ông bán bao nhiêu bạn? Ôi, sao rồi, cho hòm hòm trước để dâu câu này mệt lắm. Thôi nha, để cho anh em nó đang quý xe. Thôi em nhá, anh em nó đang quý xe để cho anh em nó thăm bán bán thuyền 10 vòng nữa. Chúng ta lại gặp nhau sau. Okay. Bây giờ nó bảo nhá, bây giờ này nhá, anh em này nó nhanh nhá. Có bán này 2 triệu không? Bán thì trên này tôi cộng 2 triệu trên này. Không bán thôi. Không bán nhá. Bán tí là 20 triệu không mua đâu. Cứ nói thôi. Rồi rồi, ok. Anh em Sóc Sơn lằng nhằng quá, mẹ bán bêu. Ôi rồi, đây ra không khác đi. Đời. Một chiếc là, xin lỗi anh em nhưng mất 10 phút cuộc đời của anh em. Thôi cũng không sao, cuộc đời đôi khi nó thế. Đấy, tiếp theo con này đi. Một hồng đồng ý bán xong một hồng lại không. Một chiếc biển 20 anh em nhá. Một chiếc Windows X biển 20. Bản là anh em nó không phải chủ xe. Nhiều lúc những ông nào mà không phải chủ nó không có giá trị lắm. Nhiều lúc nó khó. 2021 ạ. 2021 có mấy nghìn cây thôi. Xe có mấy nghìn cây đây anh em nhá. Bản 2021 luôn. Trên like đâu, ông bán em hết cơ hội luôn. Đây, năm sản xuất 2021 biển 20 anh em ạ, 20C135973. Đấy, một chiếc Winner 35973 anh em nhé. Cãi nhau rồi. Hai em đang giận đấy. Anh em xung đột. Mình chủ tịch thì đưa lên 6 thì em bán thì em không bán. Anh em. Đảm bảo bán mẹ đi tí tôi chốt ra đây tí mẹ cộng 2 triệu. Thế mẹ ông dại vừa đấy. Khôn lắm đồ ngu ạ. Các cụ bảo là khôn lắm đồ ngu ạ. Mà cục vàng thì mất mà cục đất thì còn. Mẹ 2021 nha anh em nhá, chạy PBS ạ. Đấy, nhiều lúc tưởng ngon, tưởng đắt chung buôn buôn bán trông đi trên live trông loạn xạ thôi. Để mẹ mày thối nhà không ai hỏi đâu. Thế thôi. À. Là cục vàng này mất mà cục đất thì còn đây nhá. Winner nha anh em nhá, một chiếc Winner. Winner X đời 2021 chạy có hơn 8.000 km. Ừ, đây để kiểm tra. Kiểm tra năm biển 20. Đây quay gần cho em anh ơi. Gần cho em những cái ốc cái ác này cho anh em nhìn. Tại vì tầm này Winner X đang rất là rẻ nhá mọi người nhá. À. Giá rất hợp lý anh em nhá. À. Mua có 18.900 thôi. 18.900 anh ạ. 2010 thua cái ông ấy biển 20 rồi. 18.900 nhá, cộng cho anh em con này. Đẹp rẻ thế nhỉ. 18.900 chưa có tem nhá con này, hiện tại là đang tem đây nó mất mảnh tem này. Đúng rồi, mất. 18.900 cộng cho anh em con này 2.500.000 nhá. Con xe này mới đắt lắm. 18.9 cộng 2.500.000. 18.900. Xe đẹp nhá, con xe này xe đẹp nó mất mỗi bộ tem thôi. 8.000. Thôi cộng em 2 triệu. Bán cho nhanh ship toàn quốc đi anh em nhé. Đây lốp lác còn zin theo xe này. Xe đi mấy nghìn thôi. 8.000 cây. Còn 29/2021 này. Lốp còn dày này. Đấy đèn đó một thứ ok. Tem bên này đẹp nhá. Toàn bộ tem bên này được. Mất một mảnh tem bên kia thôi. Bên này tem zin hết. Cả xe mất một mảnh tem bên kia. Chưa có bao dọn bao rủ ở đâu nhá. Bán thẳng đây. 18.900 cộng 2 triệu. Đấy. Một chiếc 82 nha anh em nhá. Một chiếc 82 hơi hơi 70 biển 31 đời 1993. Ừ. Đấy cho em một vòng xong em quay một vòng. Đấy, tầm nan nhỉ. Này máy ngon anh em nhá. Con này máy ngon ra máy mất 95. 95 hả anh? Mua là 10 đời 95, mua là 18.200 rồi. Con này đã được dọn sạch sẽ rồi. À, lại bán này hai. Ê, bán thì mua nó mất xẻ 18.200 mấy em nhá, cộng cho anh em 2.500. Bên này anh ơi, máy ngon lắm.
quay thêm cái đầu bò. 82 đời 95 nhá. Thôi 70 nha anh em nhá. Hay máy đẹp, này, đầu máy bò đẹp thế. Đúng không? Máy đầu bò đẹp thế. Mỗi một đầu tí cái khúc khít luôn. Nắp bình xăng. Đồ nó gì hết của nó đấy. Để lại đầu thôi. Đẹp thế. Ra máy mặt đẹp. Trên. Mặt đẹp. Trên này pha kính này. Cái này từ năm 95 vẫn còn zin. Tay tay nắm mới thay rồi. Yếm thì thay rồi nhá, yếm thay lâu rồi. Tâm Nan thay rồi. Đây toàn bộ đây là zin hết. Tâm Nan thì thay rồi này, các đồ này zin hết này. Đây là đồ này zin hết nhá, Tâm Nan thay nhá, yếm thay rồi, cái này zin này. Ra máy zin. Ra máy có zin, cốp tủ tem tủ zin, lườn zin. Nó phải sang bắn lại rồi. Nó tỉa lại một tí. Con này là 3 ngày nhá, không phải 5 ngày đâu, con này mới lại cách đây 3 ngày. Phụt thò. Quay vòng đi. 3 4 ngày. Phải 5 ngày em mới được lại. Dọn lại con này đang dọn hôm qua mới dọn lại. À 82 còn mỗi con này à? Dọn lại. Tuấn Hoàng có đấy bán. Con này bán 22 triệu anh em nhá. Bán rồi anh. Con này bán rồi, vừa báo rồi. Bán rồi. Minh Nguyên anh hỏi con nào đấy anh. Con Nguyên đã đồng ý bán bán 22 triệu đấy. Tí thôi. Tí cho là. À Nguyên này nè. Đấy á. Đây con Nguyên này này. Nguyên nhà đó. Em để thiệp mua. Nói vui thôi, các cụ bảo giận mày, tao ở với ai, ông ở với ai, mẹ giận làm sao. Mẹ, phú ông bao giờ, thằng giàu bao giờ, nó chả bao giờ biết giận là gì. Mẹ. Anh em ạ, đúng không? Anh em phải thông cảm, phú ông thì không bao giờ giận đâu, giận mày tao ở với ai. Giận mày ông ở với ai. Đấy, câu chuyện dân gian mà rất là ý nghĩa nhá. Tức thiên mặt thì vẫn cứ giận mày ông ở với ai. Phú ông, nói chung là bao giờ đừng có giận anh em, giận là nhiều lúc cả giận mất khôn. Đấy. Nhiều lúc là nghe có vẻ ức chế nhưng mà thực tế là không sao đâu. Mọi tôn giáo đều xảy ra giao dịch nhá. Anh em quý nhau lắm mà không có giao dịch coi là bằng không, không giải quyết gì đâu. Con này sao số sao nhỉ? Ủa số nó chưa rẻ hết đây. Rồi cứ làm một bên nhà cho nhanh. Ôi máy căng hết nhỉ. Ôi dồi, nổ như buông. Rồi một vòng. Một chiếc xe Win nha anh em nhá. Rồi. Một chiếc xe Win. Hôm nay ra máy cũng có bắn tỉa lại rồi, được cái đầu bò thì mốc anh em ạ. Này, xe vẫn đang nổ. Đồ đạt đều. Cái máy ô cũng được bắn tỉa cho nó sạch sẽ rồi. Tâm Nan thay rồi nhưng được cái máy nó còn được. Đây đều theo xe. Con này biển 29F2 9831 anh em nhá. 96 anh em nhá. Phải thay cái này anh em phải. Bán ra cho anh em 15 triệu. Thế rồi, con này có 15 triệu thôi. Đấy, quay nút còn 22 triệu cộng mẹ anh nhanh, thằng nào tí lên đây cho like xong mẹ ăn. Đây bán rồi luôn. Bán ngay anh em. Đẹp anh em này, anh em nhìn đồ bò. Gọi cho ta viết đây bán. Được ba lại một xíu rồi anh em nhá. 15 triệu nhá. 22 triệu. Con Linh này. Bán bao nhiêu? Thay. 1 triệu. Đời nào? 223. Đây sao nào? Em cài mic, em đang live, em đang phát trực tiếp để live bán cho những các bố mẹ cháu nó học sinh. Rồi bác có thể xuống xe đi. Xe của con ạ. Em xin phép em cài cho bác cái mic để nói cho cân nhé. Em với bác phải không rồi ba dọn thế không sao. Cài lắm. Chính chủ tịch anh rồi. Chính chủ tịch anh rồi. Cái đâu mua là chợ anh bảo mua là anh chợ mà. Anh chào các anh em trên hộ em đi. Chào. Anh hôm nay anh tên gì ấy? Anh Tài. Ở đâu qua đây? Anh học viện âm nhạc. Chắc con gái đây nhưng mà về nó chả thích thì chắc anh Khải cũng không biết đến Hoàng Kiên đâu. Nhưng cái là anh biết anh trên mạng nhiều rồi nhưng anh qua cửa hàng em không có xe máy. À rồi rồi. Đấy, anh cũng tìm nơi về ở chỗ này. À rồi rồi. Đấy, kia thì anh là xe đầm nhất mua trong kia đấy. Anh Khải mua này mới là mua là bao tiền đấy? Em mua vừa rồi mua bao nhiêu? Hôm anh mua là 13.500. Vừa ra năm. Toto là 1.000 thôi. Thôi bây giờ là anh lỗ bao nhiêu anh cứ nói cho nó thoải mái đi. Thì đấy, bảo chốt 11 triệu. 1 triệu. Đời năm nào, suốt năm nào em kiểm tra. 23 đi, nó 10.23 sao này. Nhưng mới mua sao cháu vừa mua nó bán anh. Đâu. Sao vừa mua nó bán cháu nó không thích à? Thì về nó chả thích thì vừa thôi để đến nhà. À. Bảo dặn nó trước cái con cái bố mày. Mua cho mày xe mày có đồng ý không? Mình tiền của bố. Cứ
quan tâm đến các cháu quá này. Tháng 17 tháng 8 2023. Không, xe này thì bao giờ nó hàng tồn. Bây giờ bảo con có thích cái xe này không, bố mua cho. Bây giờ mình quý nó quá, mình mẹ bố mua cho mày xe mày đi. Thế nó có thích rồi. Đúng không? Mình chọn cái đẹp nhất chợ đấy. Đẹp nhất chợ, tất cả mọi cái là dành hết cho con đúng không? Đó. Em bảo mới đi hơi bẩn bẩn đây chứ có rửa trước kia đâu. Em bảo này thôi cứ để cho em 10 triệu. Thế thì không được. Thôi đằng nào thế trên like em không ạ. Trên các anh ấy mua được các cháu không có thế. Anh để cho em chọn. Anh cũng đi suốt từ đầu chợ này rồi. Ngoài kia hỏi là anh không. Có rồi. Anh không trả lời. Có một anh em. Đây có một cái này. Có vừa bảo em. Ừ. Có một cái mũ úp nhẹ lên đầu thôi, một cái mũ úp nhẹ lên đầu thôi chứ không có ai đâu, không ai dẫn vào đâu. 3 giờ anh. Có 3 giờ đúng không? Không sao, nhưng một chuyện đơn giản. Nhá. Ông anh để cho em tròn thì chết anh. Mua 9 triệu giờ bán 10 triệu là quá được. Mua 13 triệu 500 mình lỗ 2 triệu rưỡi thì được. Thế thôi chứ lỗ thế. 2023 chạy 1.000 cây nhỉ? Xe đấy là lúc anh mua là mới nhất chợ. Mới nhất chợ. Mua cho cậu này. Mua cậu này. Sao lại không thích này? Mua bố mua cho đi con. Sao không đi? Nó thích. Sao bố mua cho đi? Nhưng mà nhà nó chật quá rồi, mua cả xe điện kia đi cả xe điện nên. Cả xe này cả xe điện này bố dành hết cho con đấy. Ghét à? Đúng không? Bình thường. Bây giờ nó thích xe máy đấy, nhưng mà thôi thì nhà nó bây giờ thì thôi. Không vấn đề, cháu đi con thì chẳng có dắt bộ không? Không à? Thì chẳng có dắt bộ thường xuyên không? Dắt đâu. Không à? Được mà dắt bộ thường xuyên chán thì bán. Để đâm con thì cuối hôm thì dắt thì sao? Thôi ông anh nhá, em bảo nhá. Thôi giải quyết, thôi lùi đi em 5 mồi, lùi thằng nữa này. Nãy con thằng em nó đưa vào cho nó. Không được. Cho nó một không được. Nó bảo rồi. Từ từ bên kia đây. Bác với em bây giờ nó thật ra sang, mình người lớn. Nó chỉ sang em thì anh. Bây giờ nhà cha nhà gái. Không. Bác đã tham khảo từ đầu chợ đến đây. Không tham khảo, ngoài kia là hàng tiếng đồng hồ đây. Ngoài kia là anh khảo không bán. Đây, ngay vừa đến. Vào thẳng này thôi. Cạnh cái đầu tường này nó dẫn vào. Anh cửa hàng của em. Cửa hàng em ở 52 Chùa Hà mà anh đi tít từ 32 Chùa Hà. Đây, thằng bên cạnh này. Đây, tít từ trên đấy nó đưa xuống đưa lên. Em lại qua ngồi nữa thì anh lùi cho em nó ấm chè để cho thằng đấy nó lùi vào đấy cho nó một tí. Không lùi được. Ấy em ạ, nó có tí trung gian nên không sao, nó hơi khó khăn tí. Rồi. Không được. Đúng với 1 triệu anh bán này là anh chấp nhận. Ôi, gan góc gì ông anh? Lùi đi nằm ngồi đi. Không ngồi được nữa. Sao ý anh là sao? Anh em mình là người lớn. Đúng với 1 triệu. Từ đầu đến cuối. Cái khóa của em anh cất đi, anh không biết anh làm gì nữa. Cái livestream anh làm gì. Đại ca này thâm ván ván thuyền 10 thợ rồi nhé, không đơn giản. Mặc cả 10 thợ rồi. Hết bom đạn, các loại đạn, bom đạn, lựu đạn rồi là bom, bom bi, bom, các loại bom rồi. Anh bảo thế thôi. Cho em mấy trăm. Nhưng mà anh phải lại lọc cho nó một tí. Em thì ok thôi, không sao. Nhưng mà anh em lại lọc cả canh thế này. Ở dưới này tí. Thế bây giờ này nhá, em gửi anh 11 triệu. Anh ra lọc em là bao nhiêu? Đấy cho anh em mình cho thoải mái. Đấy giữa bản thân anh bảo đúng 11 thì ra đây 12 bớt cho anh 1 triệu là 11 đấy thôi. Anh bảo nó 12 mà. Anh thì bớt 1 triệu đấy thôi. Thả mang này. Thế mà tiếng là biết em rồi. Không có ý kiến gì để cho anh em lên trên này. Em vui giá hợp lý. 11 thì em lại đưa cho kia 1-200 nữa khổ nó đấy. Mũ rồi, mũ nọ nó úp một mũ kia. Đậu hũ Đăng Hưng. Rắn quá đúng rồi ạ. Anh em tất cả vào khung hết rồi ạ. Anh em chia sẻ bài để cho anh một trong anh đến chợ xe bán xe một chiếc cúp nó bôi hết rồi bạn à thì thôi bây giờ anh còn đứng lâu thì nó còn cả nhà biết chị ở nhà đang xem mà biết thôi anh đi lại. lùi thôi bây giờ đây lùi bây giờ anh chỉ muốn tiến nhưng bắt anh lùi không anh lùi nó khó khăn quá em ạ, khó khăn ông bị hầm chán rồi xe cũng muốn xuống tiến nhưng bắt anh lùi. Thôi. Tôi gì nữa. Cho nó 2 lít. Em không phải gì đâu. Em ok. Nó cho nó. Có như anh dẫn vào. Cho nó một tí. Ok anh em mình bắt tay. Lùi đi 200 cho em. Anh em nhanh. 10.800.000 cho ông anh đẹp ra. Đấy giải quyết dung vào viết giấy đi. Đức vào cho viết giấy. Đây. Nói chung là có tí trung gian anh em. Có một cái mũ úp nhẹ lên đầu. Không sao cả. Rồi anh chào các anh như này thôi em đi. Rồi.
Anh em quay vào vòng đây, một chiếc đăng ký 2023 này. Nhất xe này bản nó bản đất nha, bản 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 này bản đất nha, xe mới nó hơn 20 đấy, không phải ra dạng rẻ đâu. Anh ấy bảo là anh ấy mua xe đẹp nhất chợ, anh ấy mua cho con dành tất cả cho con. Anh vào nhà đi một vòng đi anh em vào. Đấy được rồi, được hai rồi. Hai mồi nhá, chứ không chính ba người ba mồi đã. Mày đấy, em đưa lại đấy. Cho anh rồi ạ, có anh, khó khăn vâng. Rồi không đăng ký anh cầm rồi đấy. Đây nha anh em nha, có cái mũ úp nhẹ ông này nè, ông này có cái mũ này ông úp. Mũ làm đôi giờ anh đừng động một người nó quay đấy. Hai giờ chi có gì, mũ em bảy chục à, ba mồi không em nói thật không giữ cường con nhưng nó quay kiếm 12 ba ông mỗi ông trăm thế thôi, đấy trăm chín độc đây 100 thôi, ba người mỗi người 100 lấy 300 độc thôi, không nhiều đâu. Sao sao ông làm mỗi mỗi ông 7 chục 3 7 21 này. Vâng, bán anh có cho mình nguyên này bao nhiêu, tặng cho một xe bao nhiêu? Nhà anh 58 luôn. Tôi chưa xong. Đây này giá. Thôi 58 được. Cho Hoàng thiệp triển khai. Thôi rồi đúng rồi, con này chỉ 4 mấy thôi. Ok đây em nó làm mất 3 mồi nhá. Thế là 10 triệu 800 hay là 11 1 bàn 1. Đấy thì tinh thần đấy. Đây Hoàng Kiên nó úp với mũ úp nhẹ lên đầu nó 1 triệu 7 nữa. Anh em ạ, đấy khổ. Bao giờ con kể ra mà cái con lợn mà bán mới bán lợn hơi giờ nó có 65 nghìn một cân thôi. Nhưng mà ngoài chợ nó bán 101 102. Anh em ạ, không đơn giản đâu. 2023 một vòng đây, một vòng đây. Đăng ký 2013. 2023. Vâng, chạy có 1000 cây thôi anh em nhé. Đấy bản này nó là bản đắt, bản này nó bản tam dày đấy. Đấy xe được cái là đẹp. Đó, nhưng mà mỗi tội là anh này anh Đinh Công Thắng 10 triệu mua được, mới tinh nha anh em nhá. Mới đi 1000 cây thôi. Lốp này anh em mình cầu lốp này. Này lốp này. Cộng nhau 1.7 triệu nhá. 11.1 rồi. Quân quyền thì mình đâu? Con Win xong chưa để cho viết giấy đi. Đang hầm nhau à. Vẫn đổ xe. Con Win đang đổi xe nhá, chưa xong lung lan nữa. Rồi một chiếc SH tiếp theo anh em nhá. Đấy 2022 150 ạ. Là bản sần. Con này là phanh VS. Đấy không được ấm em ơi. Rồi anh ơi cho em vào, quay một vòng đi. 10 triệu 800. Biển 29X nha anh em nhá. 29X2 14454. Rồi. 2022 150 phanh ABS ạ, màu đen sần, bản cao cấp nhất của dòng SH nha mọi người nhá. Đấy chạy được có 2800 cây. Đấy dành cho tất cả anh em nào đang đây này, nó là một ABS này, 150 ABS này, nó là bản đen sần cao cấp nhất nhá. Đấy, một vòng cho em 2800 cây. Chiều khóa cả đôi. Vòng bên này anh ơi, đẹp nhỉ? Đẹp lắm. 2023, đăng ký 2023. Đem sần anh em nhá, bản. Mua con này là 91 triệu 500 anh em nhá. Rồi anh ơi, quay đây phanh nhà bé. 915 rồi, bản 2023 nhá. Cộng cho anh em 3 triệu rưỡi. Dòng này thì cũng phải miếng phải có tí mua càng lắm. Đây quay cho em cái mặt trên anh. Đấy, không đâm đụng nhá anh em nhá. Cam kết. Đăng ký 2023. 150 ABS. Đẹp. 150 ABS. Đấy. Tài sách vẫn còn zin không? Không chưa? Tóm lại là còn zin hết nha anh. Đổi xe nào rồi? Ô này giờ cứ giải quyết để cho 21 triệu. Bán 21 triệu. Tiếp tục like kia đi. Rồi Blade anh em nhá, một chiếc Blade 2021. Màu đỏ đen, cho em một vòng. Bán anh em đang bán 2 triệu, anh em nào thích cọc cọc. Tôi mua 21 triệu, yên tâm. Anh ơi. Được cái biển năm sinh nha, nhưng mà có thể... Một vòng 2021 ạ. 2021 chạy có 9.000 km thôi. Biển Hà Nội, biển 29X1. 99005 nha anh em nhé. 2021 màu đỏ đen, xe đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngon lành gạch đào hết rồi. Dọn là bao nhiêu em chỉ còn có... Còn mua 34 triệu 500 rồi nhá. 345 rồi, cộng nhau 2 triệu. 34 triệu 500 cộng 2 nha anh em. 2021, bây giờ nha anh em mạnh hỏa mạnh hổ. Có bạn anh em đọc 22 triệu, anh đang trả 20 triệu, anh em cứ cầu gồng ánh lên mây làm gì. Lùi mẹ cho mấy anh em trên này 5 mồi 500, thật đấy, lùi 500, 21 rưỡi, mẹ mua nhanh.
Yêu thì mình là con trai mình mẹ về trai mẹ trai Sóc Sơn mẹ tự tin hoành tráng đấy. Bớt mẹ em chứ. 22 triệu. Xe nó cũng lèo nhèo thôi chứ không em có gì. Em ra kia nó còn lấy 24 triệu em nói mẹ. Ôi hồn hồn vừa thôi hồn. Tôi không sao, tôi mua đi không sao đi, mặc cả cho các anh trên này này, anh em phải thông cảm. Tôi mua thì nó là câu chuyện đơn giản. 22 triệu. Bán hàng ở đây là nào? Bán hàng rất là gì nhá? Ở đây khỏe. Bây giờ anh muốn bán hàng thì còn em bán ra chứ đúng không? Dạ, em nói nó rẻ 24 triệu. Dạ. Nó xem xe rồi. Đây. Thóc gạo có tinh anh ạ, em nói thật 2 triệu. Hai triệu. Alo. Quay. Thôi không quay anh em ngại. Quay thì mình cũng anh em quay vòng đi để anh em đang bán 22 triệu này. Rồi ok đang quay vòng đi anh em đang bán 22 triệu đang cẳng lắm mẹ. Hai bên nó đang quánh nhau nơi cẳng lắm anh em, hai bên chiến tuyến Ukraine với Nga cẳng lắm. Mỗi cái biển này nhá, mỗi cái biển là 960 mẹ khụ quần ga áo bay đấy không đơn giản đâu. Mỗi cái biển năm sinh, mỗi cái biển không được tác dụng được, mỗi cái biển kéo lại khu nào nam sinh là con này biển 450 tốn xăng hơn anh Trần Văn Sâm ơi. Ga Nhật Tân lấy được máy căng Nguyên Vĩnh ạ. Ok là giám đốc thu thít Hoàng Dung đúng là thăng long kẻ chợ phải nuôi cả quan và quan ngoài điều đình quá chuẩn của Hoàng Kiên đúng không ạ Nguyễn Vĩnh ạ. Đây thôi rồi trước khi ra đây anh em lùi được bao nhiêu đây để bớt cho anh em trên này đi. 22 triệu. Lùi được bao nhiêu? Không lùi bao nhiêu ạ? Lùi 300 nha. 21.7 nhá, chốt cho anh em 21.700 anh em vào phía dưới bán. Và bây giờ bán đây 21.700. Thôi mua đất luôn nhá, không có đổi cát đổi cổng gì cả. Mua đất luôn. Đây em một vòng đây. Vẫn đi vào viện anh em vào phía dưới bán. Giấy tờ đây đầy đủ nhá. Cho anh em đi. 3. Đây nhá. Pha 02 này anh em này, pha zin nhá. Xin nhan zin nhá anh em nhá, giảm sóc zin này. Tay nắm gáo đèn của nó ghi đông zin nhá. Pha kính này, trên này. Bình cốp zin nhá, chưa bị sơn lại là tem zin này. Đấy bây giờ bật chế độ khen này. Giá con nhà máy hơi xấu tí, không đẹp đầu bò bình thường nhá. Đây, vỏ yên zin nhá, vỏ yên này, thớt yên này, yên zin này. Yên zin này. Tem zin, giảm sóc zin. Cái này zin nói chung là hầu như cái rè sau zin, rè trước này mới thay rè mới, rè xịn đấy. Đây toàn bộ các cái này của nó zin của ngày xưa đấy. Từ năm 1994 em nó vẫn còn nguyên bản đấy. Vâng, ok anh. Ok cảm ơn anh nhá. Ok cảm ơn anh nhá, để cho em nhá. Cái nhông lần trước anh về thay cái nhông to hơn đi nó đỡ giật. Có cái nhông bé anh để dưới yên ấy. À dưới yên này. Có một cái nhông sau. Và ok. Rồi huân hoàng. 21.700. Nói chung là các cụ bảo là buôn không van này muôn vàn lỗ vốn. Anh em ạ, kinh doanh trong cuộc sống đôi khi nó là thế. Thật sự ra mình anh em đưa ra giá bao nhiêu mà mình mua bấy nhiêu. Muôn vàn lỗ vốn. Không đơn giản. Còn anh em con này 3 triệu nhá. Một chiếc xe win. Ai có nhu cầu mua con này máy căng, thật sự là nó là nguyên bản. Con này dè trước thay dè xịn nhá. Được cái chủ xe biết chơi đấy. Dè xịn mới tinh. Dè này nhiều tiền lắm ấy. Pha kính thì xe nó cứng. Rất là cứng xe. Bình cốp zin nhá, sơn zin hết nhá. Bình cốp toàn bộ sơn zin, tem zin, bình cốp chưa mối mọt nào thôi. Đấy, nói chung là một chiếc xe như con này có cái đặc biệt là cái biển, được cái biển là năm sinh 1960. Cụ nào mà thật sự đã biển năm sinh nó thật sự nó là lét là lẹt luôn. Xe kia sao rồi? Trên 30 giật không mua. Phải dưới 30 phải hai mấy. Một chiếc 300. Ừ, một chiếc là ballet anh em nhá, màu lương ở xe cũ vừa rồi là 300 là mỗi anh em trong ba anh em mỗi anh em được 100 lương là 100 trông nó trên 5.7 ấy.
thì mình coi. Cộng với nhau được mấy triệu thì chia cho 40 người anh em biết là bao nhiêu thì anh em biết, không đơn giản đâu. Đi cò đúng là thế mà. Đi cò thế mà. Mình đưa đò, tất cả anh em đều đưa đò hết. Ablet anh em nhá, một chiếc Ablet đời 2021 anh em ạ. Biển thôi nhá, Hà Nội. Cô nghỉ thôi. Biển Hà Nội mọi người nhá, biển 29X197226. Ablet 2021 chạy được có hơn 4.000 km anh em ạ, xe chịu quá cả đôi anh em nhìn. Mua là 34.700.000 anh em nhá. Tay sách vẫn còn gì. 34.700.000 cộng anh em 2 triệu. Máy vẫn đang nổ ạ, một vòng cho em. Máy ngon lành cành đà anh em nhá. Đây quan quay trọng quan đồ này anh em. Tháng 7 2021. Tháng 7 2021. Hơn 4.000 km anh em nhá. Đây một chiếc Ablet 2021 anh em nhìn này. Lốp còn zin theo xe ạ. Đây, quay xe này. Này anh nhìn đồ đều luôn. Ốc trục, ốc chiếc vẫn còn sơn của nhà sản xuất luôn ạ. Con Uyên Việt 1960 giá bao nhiêu vậy? Anh Nguyễn Xuân Hải, con đấy em mua là 21.700.000 rồi. Cộng cho em 3 triệu trên này. Con Uyên vừa rồi đấy. Uyên vừa rồi anh em nó đòi 24 triệu đấy, còn không bán vùng vàng đấy. Anh ăn bí em. Ông thợ nào giả 24 triệu nhưng thôi kệ. Mình biết vô ý của mình nhá. Đây một chiếc xe này. Anh Lê Cường, anh ơi gửi con Uyên. Anh Lê Cường inbox trực tiếp nhưng hoặc là liên hệ trực tiếp với số hotline của em luôn ấy. Quay rất là chi tiết rồi. Ok, cảm ơn ông anh em nhá. Rồi chúng ta cũng phải giao dịch. Mọi tôn giáo đều phải giao dịch nhá. Anh em quý nhau mấy mà không có giao dịch thì không có mua bán coi là bằng không, không có cái gì cả cả. Một vàng đi. Một chiếc 50cc dáng cách 3 nha anh em nhá. Dáng rất là sang chảnh, màu vàng nổi bật giữa đám đông này. Một con zin cuối cùng, con zin cuối cùng là line note là xong. 50cc, biển 29AB anh ơi. 95209. Đấy nó là 50cc mọi người nhá. Đấy dành cho các bé đi học không cần bằng. Anh em màu sang chảnh không? Màu rất là vàng nhá. Vàng đẹp nổi bật. 12.200.000 một chiếc xe này anh em nhá. 12.200.000 giá nhập vào. Đăng ký tháng 11 2023 vừa mới đi 2.000 cây. 12.2 nhá, cộng cho anh em 1.700.000 nhá. Đã nhập 12.2 rồi. Nổi vàng chóe. Hút thít đấy. Tháng 11 2023 vừa đăng ký xong. 2.000 cây. Xe mua xong nhá. LX AB này. 14.130.000 này. Trừ đi 2. Vàng đen tháng 11 2023. Mua 12 tháng 11. Lên 2. Tạ Thị Ngọc Anh, Phù Đực 2, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội. Rất mới nha, xe không lỗi đâu. Mới tinh bản 2023. Đèn LED. Xong chưa? Rồi bắt đầu vào việc đi. Tàu máy 167. Ông em này đang vào cầu của anh Kiên đấy nhỉ. Anh em đang vào cầu. Xin chào các anh em nhỉ. Rồi rồi. Đây, anh em đến bán một chiếc, em lại giới thiệu tên. Em tên là Đạt ở 633 Phúc Tiến. Đạt Phúc Tiến. Rồi. Nay đến bán anh Kiên một chiếc Jeep Việt Nam mông mái lại rồi, đúng không? Đâu, con này nó vào hết đồ mới cứng rồi anh. À, có phải vào. Là mà giật đây nhìn đầu bò đẹp nghiệt ngã luôn con này. À, không, con này đầu bò xấu. Nghiệt gì? Xấu nghiệt. Đầu bò đấy mà anh bảo xấu thì nghiệt. Đầu bò vẫn còn mốc nguyên, trải bạc hết. Con này không được rồi. Con này khung rôm hết. Con này không được. Xe từ con xe nó kém rồi, đây gốc của nó này. Con này kém, chìa khóa của con này dọn được kinh quá. Thay hết đồ rồi nhá. Vào hết đồ mới. Dừng lại rồi. Không mua đâu. Xe này chắc anh chịu, không thể cách gì, chịu chết. Một vòng đây nha, một vòng đây. Đặt ra bao tiền con này đây? Em bảo anh Tiệp là ra chuẩn cho anh ấy 28.500.000. Để cái nước sơn này bị ấy rồi. Nó sơn nó rôm nó hết. Ăn nhau với cốt này, này. Cái chân này, nơi gốc của nó này. Giờ nó nát, nó mông lên mà. Giờ này nó nát, nó mông lên, nó đạt ạ. Nát thì con này, anh đầu bò nó đẹp như thế mà anh bảo nó nát. Ôi, thì ông chó, ôi. Ông chó acid loãng ông tẩy lại hết lên. Lại bảo acid loãng thì con này em dọn đâu. Đầu bò này anh bảo dọn thì để nó chết hết ốc hả anh? Acid loãng. Acid cái gì? Vim nha anh em, vim nước tẩy toilet đây là vim là acid loãng. Cái loại đấy thâm hết có gì. Con này không được rồi em ạ. Nguyễn Minh Đường vào chùa rất nhiều. Đồ quan trọng là Hoàng Kiên điều tiết được ạ, vâng đúng ạ. Tôi đuối. Xe dọn lại bây giờ dìm nó đắt, bây giờ anh em mông hết lại. Nhặt nhạnh từ mẹ vịt hóa thiên nga hết rồi.
Anh em đi trên đường bây giờ con nào giống con nào, vịt hóa thiên nga hết rồi, thị trường giờ kinh khủng. Xe này nó xe nó từ có xe xấu nâng lên mà. Xe nó vào hết đồ mới mà anh. Xe mua mấy tất triệu. Cả nó vào hết đồ mới. Chắc con này không trôi rồi. Con này nếu tay anh mua nhá, để mà xe xác định xe để mà dọn. Tay anh mua con này rồi mua tầm khoảng 2-3 triệu. Thế thôi anh ạ. Tay anh không, mua. Không bán được giờ đây. Thế thôi, 2-3 triệu bán căng là 25 triệu. Xe này 28-29 anh mua. Không bán được. Ôi nhá, về anh em bậy được không nào bậy. Ok, cảm ơn em nhá. Vâng, vâng, anh em này có thể cứ đăng mẹ 32 còn em vào chữ nào vào đúng không? Không xe thật, kiếm con chất thật em nhá. Nó là chất thật. Vâng, vâng. Kiếm được thì nó vừa nó có. Ok, Đạt chào anh em trên vâng, đây. Em chào các anh em nhá. Ừ, tôi mang về hộ giúp anh. Ôi anh con này bán à? Người ở nhà nhưng mà ừ. Giá 18. Bao nhiêu? Cái này 175. Gem beo liên doanh. Thì bấy con này. Classic gem beo USA. Ông anh bán hộ à? Ông anh bán hộ con này à? Vâng. Em đang đường live, con này là con liên doanh. Ông anh định bán bao nhiêu? Đang live trên trực tiếp. Tôi không. Ôi đứng gần rồi, dài chỉ đã xong giá rồi. Anh bán bao nhiêu đấy? 70 triệu. 70 không bán đâu. 175 cc. Em nổ máy cái. Con này đi dọa ma dọa khỉ hát quyết đấy mẹ, chất trôi mẹ, trông như kiểu anh ông chủ HHLA nổi tiếng TikTok ấy nhỉ. Ông chú HHLA ấy. Anh cứ đứng ở đây là được, em quay đâu. Đâu? Đây số à? Khóa mở rồi. Máy bay mặt được. Vào số bạn ạ. Bây giờ con này cô dù ra hết rồi. Không bán đâu anh ạ, con này nó liên doanh mà bán cho được anh giá cao. Đấy. Mua mà. Bán đâu? Không ạ. Bán không giá cao. Bao nhiêu tiền? Con này nó đang hệ thống. Con này hệ. Con này hệ thống bơm dầu nó đang có vấn đề này, phải xử lý lại bởi vì nó đầu bò nó đang kêu. Ôi anh cứ điện về ông anh ở ra Hoàng Kiên gửi em anh con này 30. Thế thôi. Anh bảo Hoàng Kiên giả 30. Bán xe này ông vừa rất là hồn nhiên. Đang báo 70 mà. Không kệ thế thôi. Thế thôi anh ạ, nó liên doanh. Nó không phải nó là Honda nó mới xịn anh ạ. Con này hoặc ở Mỹ Harley Davidson cơ. Nhưng mà hàng này hàng liên doanh nó. Hàng này nó như kiểu Lily Fan ấy. Nó kiểu hãng của xe hãng xe Lifan nó cao cấp hơn một tí xe Lifan. Có nói rồi em bảo anh em gửi anh ta khoảng chắc là em nghĩ là còn nửa 35 triệu. Thật đấy, sự thật nó mất lòng thực tế. Bảo anh ấy bảo tôi kệ mà xe này thế thôi, mà xe của anh xe nó xe liên doanh. Liên doanh nghĩa là nó là xe Trung Quốc. Mà thật ảnh nó là Trung Quốc chứ không có Honda mới Mỹ mổ đầu đây đâu. Mỹ. Đấy. Đời con này đời nào á? Đời 22. 22. Anh nhận đi. Bùi Nhật chốt win 24. Anh Bùi Đạt, ôi 1 triệu làm gì anh Bùi Đạt ơi. Em có quyền đấy ấy. Quay lại lại kiếm được. Nó nào. Nói chung anh em giá cả này nhiều lúc nó ảo diệu lắm. Nên thôi xác định. Anh cứ bảo em kia nó giả 35 triệu. Nói chung là thế thôi, xe này bán đi về em xử lý của anh đang bị nó hơi dù ga. Cái ga của anh cái dù ga nó bị rách dù rồi. Nó bị rách treo ga, nó bị rách dù ga. Quay đằng này cơ, anh em đang quay. Anh điện đi thôi, em tắt like để anh em nghỉ đấy. Beep, beep, beep.
tiếng hát hát tiếng bom anh em nhá, máy kêu ồn vô. Bà mai dọa khỉ con này đi quá nhá nhá. Rồi ôi giời, ôi giời. Ông chị ông chú Henley à, không kệ kệ cứ bướm thế thôi, để mò đấy xong đâu. Ôi giời, mẹ thực hiện là ngược quá, mẹ đi trong cái xe về cảm đau tim luôn, kinh khủng. Đâu đang quạt gió. Thôi chắc là muộn rồi, mình xin phép mình kết thúc live đi, muộn nó muộn mất rồi. Giá tất cả nó đều giá. À ừ, ướm rồi, nó đang 70 triệu mà mình đang họ mới đang demo. 70 triệu mình giả 35 triệu nó còn xe vời lắm, nó không đơn giản như công đông. Anh em à, đôi khi nó đang demo, đang giai đoạn tìm hiểu nhá. Yêu chưa phải là cưới. Cứ hai bên cứ ngỏ lời đã, còn quan trọng là chấp nhận hay không, nó lại tiếp tục nhịp hai. Đấy. Yêu chưa phải là cưới, hai bên đang demo nhau. Có thể mảnh đất nó đang đòi 5 tỷ nhưng có 3 tỷ thì mình cứ trả hơn 3 tỷ đi chẳng hạn thế. Mới đang giai đoạn tìm hiểu. Trông hầm mố này nhỉ. Trông... Nó gần giống như kiểu con hắc lây ấy nhỉ. Ê. Ê. ba mươi rồi to đùng to đàng anh em ạ, cân đối. Thôi chắc là muộn rồi, xin phép mình kết thúc live đây đi rồi. À, anh em cảm ơn anh em rất nhiều nhé. Xin chào, hẹn gặp lại. Ai có nhu cầu ưng chiếc xe nào hãy liên hệ cho bên mình đấy, để các bạn ấy sẽ liên hệ. Cảm ơn em mọi người rất nhiều nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.